Viễn thông Hoàng Thạch xin chào các bạn. Hôm nay tôi lại rất hân hạnh được review giúp bạn cái dòng sản phẩm camera EZVIP trong nhà H63K. Đây là mẫu camera cao cấp bậc nhất hiện tại. Con này nó sẽ thay thế cái dòng camera là C6 Virus hoặc là C6 2K này. Con này là 5 megapixel nhé. Để tôi khui cho các bạn xem. Con này về vỏ bên ngoài thì cái vỏ hộp có vẻ là nó làm hơi mỏng hơn một chút. Đây. Sản phẩm này là hiện tại đang là dòng camera EZVIP cao cấp nhất trong nhà hiện tại, tầm tháng 8 năm 2023. Camera rất là đẹp. Bộ phụ kiện nó thì sẽ giống các bộ khác thôi. Nó gồm có một chân đế để gắn chặt, ốc vít, bảng mẫu, nguồn. Và cái jack nguồn. Đời mới giờ nó ra tất cả là dòng cổng Type-C. Dòng trước là cổng mini USB. Và tôi sẽ cài đặt cho các bạn xem này chất lượng cái sản phẩm này nó thế nào nhé. Và các tính năng nó ra sao. Bây giờ tôi sẽ cài con camera EZVIP H63K này lên điện thoại cho các bạn xem. Trước tiên thì chúng ta cũng tải phần mềm EZVIP về và đăng ký bằng số điện thoại hoặc bằng Gmail. Lưu ý đăng ký bằng chính chủ nhé, để sau có quên mật khẩu thì lấy lại nó dễ. Chúng ta kích vào dấu cộng trên cùng bên tay phải, quét mã QR. Cái cảm nhận ban đầu thấy hình ảnh của con này thật sự là rất là đẹp, thật sự là rất là đẹp. Tắt cái loa cho đỡ bị rè gì. Camera nào cũng thế thôi, cứ để bật loa lên mà để gần với điện thoại là sẽ có tiếng hú. Các bạn thấy là hình ảnh thực tế tôi ghi thì con camera này nó rất là đẹp. Và hiện tại nó đang là mẫu camera cao nhất dòng trong nhà. Đây các bạn thấy là hình ảnh rất là trong, trong lắm và sáng. Đó. Với hình ảnh thì khó con nào trên thị trường hiện tại giờ là địch nổi được con này rồi. Chúng ta sẽ xem có cái tính năng của nó, xem có những tính năng gì nhé. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu tổng quan cho các bạn về cái tính năng nổi bật của cái con camera H63K này nhé. Trước tiên chúng ta vào mục giò thông minh. Đối với camera này thì nó có cái mục là phát hiện dạng người. Thì các camera AI thông minh hiện tại thì cái đặc tính này nó cũng hầu như hầu hết tất cả camera AI nó đều có. Tức là khi nó phát hiện con người nó có thể là gửi báo động về nếu chúng ta cài đặt báo động. Cái thứ hai là cái nhận diện cử chỉ. Cái nhận diện cử chỉ này là nó rất là hay. Nó tương đương như con H3 3K và con H8 Pro 3K. Ở đây là nhà nào nếu mà có con nhỏ hoặc là người già thì khi con nào chúng ta đi vắng, cần một người nhà cần gọi cho chúng ta thì cứ đứng trước camera mà vẫy thì con camera này sẽ chủ động gọi điện về phần mềm chúng ta. Nó giống như chúng ta gọi Zalo, gọi Facebook. Cái này tôi sẽ giới thiệu chi tiết sau. Cái phát hiện thú cưng này thì do con này nó là dòng nâng cấp của dòng C6 Group và C6 2K nên nó có tính năng là phát hiện thú cưng. Nó có thể báo động khi thú cưng xuất hiện trên màn hình camera. Mà ở đây chủ yếu là chó và mèo thôi. Cái cảm biến âm thanh bất thường này cũng khá là tốt trong điều kiện mà cái môi trường mình lắp đặt nó khá là yên tĩnh.
Ví dụ như các bạn lắp ở môi trường nào đó mà nó khá là ồn thì khi nó sẽ gửi cảnh báo liên tục vào cho các bạn ấy, thì rất là phiền. Cái tính năng tiếp theo là tính năng phát hiện thay đổi hình ảnh. Thì cơ bản là camera IP nào cũng có, tức là khi có một hình ảnh nào đó thay đổi ở trên cái khung hình của camera thì nó sẽ gửi báo động về cho các bạn. Ngoài ra thì có một tính năng đặc biệt hay của con camera này mà không thấy liệt kê ở đây, đó là cái tính năng mà tự động zoom khi có đối tượng nào đó xuất hiện trong khung hình camera. Cái này tôi sẽ review trực tiếp cái tính năng đó cho các bạn sau. Chuyển sang về vấn đề thông báo, thì thông báo thì giống như mọi camera khác thôi, thì có thông báo bằng âm thanh. Tại đây thì có thể tắt âm thanh thông báo này, âm thanh nhảy hơn, tức là ở trên camera nó sẽ có tiếng hú khi mà có đối tượng nào đó đột nhập hoặc là có âm thanh bất thường nào đó xảy ra. Cái âm thanh điều chỉnh này là cái cũng hay của dòng camera cao cấp, đó là các bạn có thể tự lưu cái đoạn ghi âm của mình để nó camera nó sẽ phát ra khi mà có đối tượng đột nhập hoặc là âm thanh thay đổi. Đây các bạn giữ này và sẽ nói alo 124 alo, đi ra khỏi khu vực này ngay, và mình sẽ lưu vào nó là cái mẫu số máy, ví dụ như tôi ghi mẫu số 1 chẳng thế, lưu vào đây sẽ phát hiện đó. Và cái âm lượng đây các bạn có thể tùy chỉnh cái âm lượng nhé, nhưng mà phải để chế độ là âm thanh tùy chỉnh này, đúng không, này số 1 này nhạy hơn này. Đó là cái âm thanh thông báo trên camera. Tiếp theo vấn đề cài đặt hình ảnh. Cài đặt hình ảnh thì ở đây nó cũng có nhiều cái chế độ mà các bạn lựa chọn, ví dụ như là nó màu nó sáng hơn hay tối hơn hay sặc sỡ hơn này, và ở đây chế độ là áp dụng chế độ ban ngày hay ban đêm. Cái vấn đề ở chỗ này, cái quan trọng các bạn lưu ý là cái vấn đề cái chỗ là lật hình ảnh, tức là bình thường khi chúng ta gắn ở trên trần ấy, thì chúng ta sẽ con cam sẽ lộn ngược lại và ta sẽ bấm vào màu lật hình ảnh này thì nó sẽ cho hình ảnh là của chúng ta lộn ngược lại cho nó xuôi thôi. Còn đây là hình mở logo, cái này cũng không quan trọng lắm. OSD nó hiển thị cái mã camera ở trên cái màn hình thôi, thực sự nó không có đáng quan tâm lắm. Cài đặt đèn thì ở đây có cái đèn trạng thái và đèn hồng ngoại. Nếu mà cái đèn trạng thái là tức là chúng ta tắt đi thì ở trên camera sẽ không hiển thị bất kỳ cái đèn nào để báo hiệu là camera đang có điện. Cái ánh sáng hồng ngoại này nếu chúng ta tắt đi thì nếu mà ban đêm mà không có một chút ánh sáng nào thì nó cũng sẽ giống như mắt người thôi, nó giống như mắt người, tức là mình không nhìn thấy gì luôn. Còn ánh sáng hồng ngoại tức mà mình bật từ là ban đêm thì nó cảm biến cái ánh sáng này, cảm quan ánh sáng này, nó thấy ánh sáng yếu thì nó sẽ chủ động chế độ bật chế độ trắng đen lên thôi. Các bạn lưu ý nhé. Còn cái phần tiếp theo là cài đặt PTZ. Đây là cái vấn đề thu phóng tự động này. Cái này rất là hay, tức là khi có người chuyển động vào khu vực đó thì nó sẽ tự zoom người đó lên. Tiếp theo là chế độ xem cố định, tức là con camera này có người vào ra vào thì nó vẫn cứ cố định, nó quay thôi, nó không có xoay theo cái chế độ chuyển động người. Cái độ xem linh hoạt, tức là khi mà đối tượng nào đó xuất hiện trong cái khung ảnh camera thì con camera nó sẽ quay theo đối tượng đó. Cái tiếp theo là cái hiệu chuẩn PTZ. Cái hiệu chuẩn PTZ này là mình sẽ chỉnh cho con camera PTZ này, khi bạn kích vào nó là camera sẽ xoay. Và mình cài đặt cái chế độ là mặc định của nó, tức là khi camera nó sẽ xoay theo cái đối tượng nào đó, nhưng khi đối tượng đó thoát khỏi khung hình rồi thì sau 30 giây cái camera nó sẽ quay về cái vị trí ban đầu. Cái này các bạn lưu ý nhé, tức là khi đối tượng vào thì con camera sẽ quay theo, nhưng khi đối tượng ra khỏi khung hình thì con camera sau 30 giây camera sẽ quay về cái vị trí mặc định ban đầu. Như vậy thôi, tính năng cơ bản của nó là như vậy. Còn tiếp theo là tôi sẽ đi sâu chi tiết vào từng tính năng một. Bây giờ tôi sẽ test cái tính năng là tự động zoom khi có đối tượng xuất hiện trên cái màn hình camera và sẽ bám đuổi theo đối tượng đó. Đấy, các bạn thấy nha, cậu em bắt đầu xuất hiện. Đấy, camera đứng liền phát là camera nó bắt đầu zoom lên rồi. Và khi di chuyển thì con camera sẽ quay theo. Đấy. Cái tính năng zoom này chỉ có ở những dòng con camera cao cấp, những dòng thường là hầu như không có. Đấy, các bạn có thể thế.
Tiếp theo tôi giới thiệu một cái tính năng rất đặc biệt của các dòng camera cao cấp, đó là cái tính năng mà nhận diện cử chỉ. Cái tính năng này là nó dùng để là gia đình nhà mình có con nhỏ hoặc là người già không có sử dụng được điện thoại, nếu chúng ta đi vắng mà ở nhà thì có người già và trẻ nhỏ cần sự hỗ trợ thì cứ đứng trước camera vẫy tay thì camera sẽ gọi điện vào phần mềm của mình giống như là gọi Zalo vậy. Và để mà sử dụng tính năng đó thì các bạn thứ nhất là bật cái nhận diện cử chỉ lên này, và cái hai nữa là để tích vào cái mục đang gọi này. Các bạn nhìn thấy cái mục tích màu xanh không? Nên như vậy. Và tôi sẽ cho các bạn xem thực tế nó hoạt động thế nào nhé em ơi. Các bạn để ý này, cái camera này, đây là cái điện thoại mà tôi có cài phần mềm này, còn đây là cậu em cậu sẽ vẫy tay để xem camera nó hoạt động thế nào nhé. Đó, tín hiệu đấy. Đây các bạn có thể thấy nó sẽ gọi điện cho mình. Mặc dù chúng ta là đang không mở điện thoại nhưng mà nó sẽ gọi điện nhé. Và đây là chúng ta sẽ nghe. Và khi đó là ở nhà sẽ nói chuyện. Đấy. Tận như kiểu các bạn nói chuyện Zalo thôi. Nó rất là tiện. Các bạn lưu ý rằng là cái tính năng này nó chỉ khoảng 1 phút nó mới hoạt động một lần. Ví dụ như các bạn vẫy tay liên tục vừa xong, có người vẫy tay xong các bạn không nghe thì có đứng đây vẫy nữa thì cũng phải khoảng hơn 1 phút sau thì nó mới gọi điện lại tiếp cho các bạn nhé. Là lưu ý là cái tính năng này đặc điểm nó như vậy rồi. Tiếp theo tôi giới thiệu các bạn một cái tính năng khá là hay của dòng camera H63K này, nó là tính năng cảm biến âm thanh bất thường. Cái tính năng này thì nó rất là hay cho gia đình nào có con nhỏ, là chúng ta lắp trong cái phòng của bé, mà ví dụ như là bé đang ngủ mà chúng ta có việc làm ra ở ngoài mà khi dậy nó khóc thì cái camera này sẽ gửi tin nhắn về phần mềm trên điện thoại của chúng ta. Hoặc là chúng ta lắp ở trong các cái shop hoặc là quản lý nhà, khi mà ban đêm có kẻ gian đột nhập tạo ra tiếng động thì trên phần mềm trên điện thoại của chúng ta nó cũng sẽ nhắn tin về để cho các bạn nhé, để chúng ta chủ động để bảo an ninh cho cái tài sản của mình. Để thực hiện được cái tính năng này thì chúng ta sẽ xem cái thao tác ở trên điện thoại nhé. Chúng ta bật cái cảm biến âm thanh bất thường này lên. Các loại âm thanh thì các bạn có thể độ nhạy này, vì cái không gian này yên lặng thì các bạn có thể chọn là cái độ nhạy thật cao, còn âm chỗ mà nó ổn thì chọn trung bình, hoặc là rất ổn thì chọn là thấp thôi. Nên là các bạn thực tế tại cái không gian của nhà mình sẽ lựa phù hợp nhé. Đây như tôi vừa bật cái chế độ là trung bình, và vừa có một cái xe cứu thương đi qua thì nó cũng đã nhắn tin rồi. Và các bạn lưu ý rằng là về cái chế độ báo động ấy, thì tất cả các dòng camera Xvid ấy thường thường là nó khoảng trong khoảng 1 phút thì nó gửi tin nhắn một lần. Đấy, các bạn thấy ấy, là âm thanh bất thường là nó báo qua đấy. Tại vì cái không gian nhà tôi thì nó rất là ồn. Các bạn có thể thấy là mặt tiền đường Cộng Hòa nên là nó rất là ồn. Nhưng mà bật cái tính năng này lên thì thường là nó báo liên tục ấy thôi. Tôi thử test qua một cái tiếng của em bé nhé, để các bạn thấy nó sẽ gửi động tin nhắn như nào nhé. Đấy các bạn thấy không? Trên điện thoại là nhắn tin về rồi nhé. Cái tính năng này nó khá là hay, nhất là trong cái môi trường nó yên tĩnh suốt thì nó có sự khác biệt rất là lớn. Và cái tính năng này và đây là một cái đặc tính rất là hay của con camera H63K này, đó là tính năng chống ngược sáng. Các bạn có thể thấy là cái hình ảnh camera tôi đang quay trực tiếp tại màn hình điện thoại này. Đấy. Nếu mà với cái camera wifi thông thường thì chúng ta sẽ quay ngược ra như này, từ trong nhìn ra ngoài thì hình ảnh sẽ rất là tối, đặc biệt là ví dụ như hình ảnh cái người ra vào ở ngoài khu vực đó thì sẽ là một cái khối đen xì. Còn bây giờ chúng ta nhìn rất là rõ cái khuôn mặt của người ra vào đấy đó. Đây là một đặc tính rất hay nhé, các bạn có thể tham khảo thêm hoặc mua về trải nghiệm cái tính năng này rất là hay. Bây giờ tôi test cho các bạn thấy cái hình ảnh ban đêm của con camera H63K.
Các bạn có thể thấy là cái hình ảnh ban đêm của nó là rất là sáng và đây và mịn nhá. Như một số camera khác thì đa phần là buổi hình ảnh ban đêm mà bật hồng ngoại thì nó hay có những cái hạt hạt, nhưng mà con này các bạn thấy là nó rất là sáng và mịn. Qua đây thì tôi đã test hầu hết các tính năng đặc biệt của cái con camera H63K này. Nếu mà quý khách thấy cái dòng sản phẩm này phù hợp với nhu cầu của gia đình nhà mình thì có thể vào trang viễnthonghoangthach.com để chúng ta xem giá và đặt hàng. Trong quá trình sử dụng, quý khách có cái cần hỗ trợ về kỹ thuật tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp với kỹ thuật của Viễn Thông Hoàng Thạch nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào.